thì cái hương vị này nó đậm đà, nó tôi ăn tôi cảm thấy nó cứ thấm thấm ở đầu lưỡi, nhớ hoài luôn. Ăn vô là biết liền à. Ăn vô biết liền à chú ạ? Dạ. Nó mềm nó thơm. Dạ. Vừa cắn, cắn hoài nó cũng thơm. Còn dạ, có người ta nó cắn cái chút xíu rồi nó hết. Nó lâu nay có gì đặc biệt? Có cái hương vị nó rất đặc biệt đó. Nó như nào anh? Em nói thêm chút xíu được. Thì cái hương vị này nó đậm đà. Nó tôi ăn tôi cảm thấy nó cứ thấm thấm ở đầu lưỡi, nhớ hoài luôn. Cho nên là ăn rồi lại mấy hôm sau lại nhớ lại mua tiếp. Ăn rồi nhớ lại ăn lại nhớ tiếp. Cái nhà tôi ở gần đây cho nên là hiện đây là tôi ghé tôi mua. Dạ. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên đường Nguyễn Trãi nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái quán phá lấu Nghệ Hoa. Món này rất là lâu đời đó các bạn ạ. Lâu đời và phá lấu này rất là nổi tiếng luôn. Địa chỉ ở đây là số 823 đường Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Mình xin giới thiệu một chút xíu về cái điểm này nhá. Cái quán này nằm trên đường Nguyễn Trãi, đây là đường Nguyễn Trãi nối dài nha các bạn. Khu vực phía dưới này này là khu vực của chợ lớn nha. Khu vực phía đi lên trên này là khu vực đi lên khu vực đường bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện quận 5, đường Nguyễn Văn Cừ nhé các bạn. Và quán phá lốc của chú nằm trong này nhé. Nghe ngạc hồn, đục quá, đục xin ma cầu. Mình thấy chú cho cái nước phá lốc vào cho nó nóng lên. Mời sang, mời chụp ạ. Chú tên gì vậy chú? Tên Tâm ạ. Chú Tâm, là phá lấu Tâm Ký là từ chú luôn ha. Dạ. Hình như con thấy hình như là chú vừa mới bán này chú. Bán ở đây cũng trên 30 năm rồi. Dạ. Là cái quán này là mấy giờ mình có bán được chú? 10 giờ sáng, 39 giờ tối. Dạ, tức là mình bán từ sáng tới giờ luôn chú. Đúng ha. Rồi. Dạ. Ở đây mình có những cái giá bán nó như thế nào vậy chú? Giá bán là đủ thứ căn chung là 40.100 gram. Dạ. Bao tử, lưỡi, tim, phèo, lỗ tai, thú linh. Dạ. Là giờ chung hết là 400.000. 400.000 một ký. Dạ. Còn mấy cái đầu và cánh và cẳng và cái đó là tính cái. Dạ. Mình tính bán giá như nào chú? Tính cái sao chú? Đầu và cái là 20.000 một cái. Dạ. Cánh thì 15.000. Dạ. Chân thì 5.000. Dạ. Lưỡi vịt thì 6.000 một cái. Vâng. Mè vịt đó là 20.000 một cái. Dạ. Còn đây con thấy còn có trứng nữa là sao chú? Trứng là 7.000 một trứng. Đó là móng heo, cái này là móng heo. Móng heo mình bán giá là sao chú? 25.100 gram. Dạ. Là cái này là mình cùng móng heo này là mình cùng khìa lên giống phá lấu luôn hả chú? Toàn bộ là lấu phá lấu, lấu bằng thuốc bắc. Ôi, nó thơm quá. Con thấy cái nồi này là cái nồi nước thuốc bắc hả chú? Nước phá lấu. Wow, thơm. Thơm phức luôn các bạn ạ. Rất là thơm. Cái này là ngày nào là mình khìa ngày đó hả chú? Đúng rồi. Lấy gì nữa không? Rồi. Ba mươi hai ngàn ngỗ. 32.000 ngỗ là 160. Mua nước là cái này là mình luộc hay là mình hấp hay là mình có bỏ vô nấu hầm á, hầm với thuốc bắc luôn á.
hầm nước pha, nước pha lâu là lâu bằng nước bắc mà. Dạ vâng. Ở đây con thấy có hai cô chú bán này hả? Hai. Con thấy có hai cô chú bán. Có hai vợ chồng bán thôi. Vâng. Cũng nhiều người đó cũng mấy người nhậu là mua đậu cánh cẳng đó nhiều. Dạ. Ở đây là ăn cơm là nó ăn cơm là mua mấy cái heo không? Dạ. Ở đây là quán mình là có người ở xa người ta muốn mua mình có giao hàng chút. Có chứ. Dạ. Người ta điện thoại lại mình đặt gáp giao đi. Dạ. Tức là ai mua là điện thoại lại chú ha. Mình đặt gáp giao đi. Dạ, số điện thoại mình là gì vậy chú? Số điện thoại là đây các bạn này, có luôn cái cặp visit nha các bạn. Đây. Đây là cái quán pha lấu của chú nha. Đấy, đây là quán pha lấu Tâm Ký. Đặc sản là pha lấu heo, gà vịt và đây mình thấy có hai số điện thoại này. Đấy thì các bạn muốn ăn thì có thể đặt hàng cho chú nha. Chú bán từ 10 giờ là bắt đầu có pha lấu và đến 9 giờ tối nha các bạn. Ở đây thì mình ngó sang bên này thì mình thấy cái menu luôn các bạn này. Đây, lúc này chú nói thì có thể các bạn không nhớ. Đây đây mình quay lại cái menu cho các bạn coi nhá. Ở đây thì giá là bán theo 100g tức là theo lạng các bạn, tức là tổng giá là 40.000. Một lạng tức là 400.000 một ký đối với các loại pha lấu nha. Còn đối với móng heo thì là 25.000 một ký. Rồi về vịt là 20, chân vịt là 5.000, chân gà là 10.000. Lưỡi, cánh, đầu, xương huyết. Đấy. Ngoài ra đây còn bán thêm bánh mì mang về. Ở đây thì chỗ này mình còn thấy bán một số loại nước nữa. Chú, cái này là có nó có giống như cái món cơm cháo Triều Châu không chú nhỉ? Đúng rồi. Dạ là chính là nó hả chú? Dạ. Dạ. Món này là của Triều Châu đó da mà. Dạ. Và đây con thấy là một số cái pha lấu của người ta cái màu nó đỏ lên á. Của mình con thấy nó cái màu nó. Của mình là trực tiếp màu nước tương mà, mình nấu bằng nước tương mà. Dạ. Cái này mình hầm lâu không chú? Lâu à. Lâu ha. Tại vì mình không có xài bột soda, còn ở ngoài người ta là xài bột soda. Dạ. Xài mấy cái hóa chất cho nó mềm mà bắt đầu cái cẩm màu lên. Dạ. Đó là được qua nước qua lâu thôi. Còn dạ. Mình là trực tiếp nấu luôn. Vâng. Đó dạ. Là ăn vô là biết liền à. Ăn vô biết liền á chú ạ. Dạ, nó mềm. Nó mềm nó thơm. Dạ. Vừa cắn hoài nó cũng thơm. Còn dạ. Có người ta cắn cái chút xíu là nó hết mùi. Dạ. Đấy các bạn này, các bạn có thể nhìn vô cái màu của pha lấu của chú này. Thì mình thấy cái màu nó không có đọt gạch lên như người ta mà mình thấy cái màu nâu nâu dịu dịu chú nhỉ. Cái này màu nước tương. Dạ. Nấu nước tương, pha đâu phải nấu bằng nước tương. Dạ. Chú ơi, nếu mà người khách mà chỉ muốn ăn ruột không hay ăn lười không mình có bán không chú? Bán nhá, bán từng món mà. Là giá cũng như vậy luôn chú hả? Một giá luôn đó, các bạn giá đó, đề sẵn từng món một. Dạ. Đấy các bạn ạ. Có hai vợ chồng chú rồi ngày nào làm hết nhiều này rồi cực chú. Đâu, cái xe này là muốn ba người làm được. Ba người làm. Còn hai vợ chồng mình chỉ có bán thôi. Dạ, hôm nay đi đâu hết rồi, con chú thấy ai? Tới hết giờ đi về, làm xong đi về. Giống như hồi nãy bà chị thì cũng là người làm đó đi về. Dạ, rồi trong rồi từ giữa tới tối là ai bán với chú? Hai vợ chồng. Hình như bữa tối là người ta ăn nhiều nhất mà, sao có hai vợ chồng rồi chú? Có hai vợ chồng đủ rồi. Dạ. Lâu lâu có đứa con nó phụ luôn. Dạ, đấy. Mình ngoài bán ở đây ra mình còn bán ở đâu nữa không chú? Không có, bán ở đây không. Dạ. Chú ơi, nếu có người muốn học nghề, chú có dạy nghề không? Dạy á, cũng có nhiều người cũng học một hai ngày chạy hết rồi. Sao kỳ vậy? Tại vì nó nói nó nằm nó nổi, tại vì mấy cái này là mình làm bằng tay, không bàn, không đeo bao tay được. À dạ. Đó là làm không đeo bao tay là làm không nổi hả chú? Làm bao tay là xe mấy cái khu linh, cạo mấy cái bao tử, mấy cái đó là cạo không được. Phải cởi bao tay ra làm bằng tay. Dạ. Xe nó mới sạch. Vâng. Cái này làm mà không khéo cái là nó hôi cái là hết ăn chú nhỉ. Đúng rồi. Tại vì mình thú linh á, mình bán bằng thú linh thì mình không có bán cộng ruột. Dạ. Đó mình một cộng có như đây thôi. Vâng. Đó mình lấy như đây thôi. Còn dạ. Của người ta sắn lại cái đó mình không có bán. À dạ. Đó là làm sao nó cũng hôi à. Vâng. Đó là chỉ có người ta lấy lại người ta thì cải chua á. Dạ. Bỏ chung với cải chua người ta nấu. Dạ. Còn của mình bán cái này á, mình không có xài cái đó. Dạ. Nó thúc đầu, bây giờ thu linh không à. Dạ. Bởi vì nó mắc tiền hơn của người ta. Vâng. Ở đây có một cái nồi pha lấu bên cạnh các bạn, nó bốc hơi lên liên tục quá, rất là thơm. Tức là các bạn đi cái này mình nghỉ trong phạm vi tầm khoảng 50m là các bạn đã bắt đầu thấy cái mùi thơm của pha lấu rồi. Wow, thơm. Tức là cái nồi nước này nó luôn luôn sôi như vậy hả chú? Nấu rồi cho nó sôi. Còn cái nồi nước là nấu 24/24 á, cái nồi này nhỏ, còn cái nồi phụ ở trong kìa. À, tức là còn một cái nồi bự nữa. Trong bếp á. Đấy các bạn ạ.
cái nồi nó 100 lít á. 100 lít luôn. Wow, cái nồi 100 lít là không phải. Như thế này các bạn này, to như thế này. Ở đây mình có bán qua cái app nào không chú? Không, mình không có đăng ký á. Không đăng ký app chứ à? Dạ. Ổ bánh bẹp đó là 25.000 ổ. 25.000 ổ hả? Dạ. Rồi khi người ta thêm thịt vô là 50 không cần từ theo người khách. Vâng, tức là giá bình quân là 25.000. Dạ, 25.000. Dạ, đây các bạn ạ. Ở đây con thấy chắc chú bán lâu này chắc khách mới chú nhiều lắm chú nhỉ? Dạ. Có ai mà ăn nhiều mà tới mức mà nhớ mặt luôn không chú? Nhớ chứ. Vâng. Ở đây anh chèm nói hình như là có chỉ có hành và dưa leo chú nhỉ? Hành với dưa leo với cải chua thôi. Dạ, ba loại ha. Dạ. Ở đây con thấy có hai loại nước sốt này là như thế nào vậy chú? Một cái tương mình tự nấu, tự pha. Dạ. Còn sa tế là tự nấu luôn. Dạ, tức là bên này là tương, bên này là sa tế. Dạ. Dạ. Ôi các bạn ơi, thực sự là đứng trong cái quầy này các bạn, cái nồi phá lấu bên kia nó bốc mùi lên nó thơm cực kỳ luôn. Rất là thơm mùi thuốc bắc. Chú làm cho tụi con hai ổ bánh mì được không chú? Dạ. Dạ. Hai bánh mì em ơi. Còn thấy tay chú sắt nó nhuyễn quá à. Sắt cực kỳ nhuyễn luôn. Làm cái này mà không kỳ là không được chú nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Chứ không mình phải làm xài cái hàng tươi không à. Dạ. Hàng long lạnh là mình không có xài. Vâng. Cái này mà ồn một chút xíu là nó mà không cừ được cái mùi hôi của nó cái là ăn là không được liền chú ha. Làm cái nghề này không chịu khó không được chú nhỉ? Đúng rồi. Dạ. Làm cái nghề này bây giờ lấy công làm đời mà. Dạ. Trực tiếp mình làm. Vâng. Còn không giờ cái người làm anh làm xong mình cũng phải coi chừng phải nó hôi. Dạ. Làm cũng kể người làm mà đâu phải phần chủ của mình tự làm. Vâng. Mình phải kể chú ha. Chú ơi tính là cái nồi thuốc bắc này của mình là có bao nhiêu loại thuốc bắc trong chú? Có bao nhiêu vị trong chú? Mười mấy vị. Mười mấy vị luôn. Đây. Cái phần này là bao nhiêu vậy chị? 150.000. 150.000. Mua phần này về là nhậu hết ý luôn. Cái này ăn với cơm cũng được, ăn với bún được chị nhỉ? Đúng rồi, ăn với cơm mà bánh bún, bánh mì, cháo. Và ổ mì hay ổ mì luôn. Dạ, dạ, dạ. Món này các bạn mua về ăn nhậu, ăn chơi, ăn bánh mì, ăn với cháo cũng đều rất là phù hợp các bạn ạ. Nói chung ở đây thì chú không có bán ăn lại nha các bạn, ở đây thì chú chỉ chủ yếu bán mang về thôi. Ở đây thì mình cũng đã mua hai ổ mang về này. Nói chung là cái riêng clip này thì mình không có ăn review tại chỗ cho các bạn được. Nhưng mà đây là một cái quán phá lấu mà nói chung là nhìn qua rất là đặc biệt các bạn ạ. Phá lấu nhìn nó rất là mềm và thơm, không vì sao mình chưa biết nhưng mà thực sự nhìn nó rất là hấp dẫn. Nếu mà bạn nào mà thích các món ăn của nghề Hoa, thích các món về pha lấu thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào mua phần ăn từ sân như thế nào nha. Hoặc là những cái bạn nào đã từng ăn ở đây rồi thì cũng có thể để lại cho mình một cái ý kiến xem pha lấu ở đây như thế nào nha. Video này chắc mình xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới từ kênh Idon nha. Và bây giờ thì xách cái này về kiếm nhà nào đó thưởng thức. Bye bye.